mại là hoạt động trao đổi buôn bán mang lại lợi ích cho nền kinh tế. Ngày nay, hầu hết các quốc gia trên thế giới đều chú trọng việc giao thương và khuyến khích các doanh nghiệp trong nước tham gia vào hoạt động thương mại quốc tế, tăng hiệu quả sản xuất, kinh doanh, mở rộng quy mô, tạo lợi nhuận tốt cho doanh nghiệp. Việt Nam cũng là quốc gia chú trọng công tác ấy và luôn tạo tiền đề ngoại giao tốt với nhiều nước khác nhau, trong đó có Ấn Độ. Mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước rất phát triển và là đối tác chiến lược toàn diện của nhau. Nắm bắt được xu thế này, ngày càng có nhiều doanh nghiệp Việt là những nhà sản xuất, nhà xuất nhập khẩu, kinh doanh và xuất khẩu các mặt hàng giá trị như nông sản, lâm sản, thủy sản, xây dựng, điện tử sang thị trường Ấn Độ. Tuy nhiên, hành trình kinh doanh tại nước bạn không phải lúc nào cũng dễ dàng vì đã có rất nhiều doanh nghiệp gặp phải khó khăn và cần tìm phương hướng giải quyết. Một số thử thách doanh nghiệp thường gặp phải có thể kể đến như cách thức kiểm tra độ uy tín của công ty đối tác, phương thức đảm bảo về mặt thanh toán, chuyển khoản. Nếu gặp sự cố ngoài ý muốn về hàng hóa, pháp lý và dòng tiền thì làm cách nào để giải quyết? Rất nhiều vấn đề và câu hỏi được đặt ra và hầu hết doanh nghiệp Việt đều mong muốn có người chỉ dẫn, giải quyết, đảm bảo quá trình kinh doanh được diễn ra suôn sẻ, thuận lợi. Vậy người giải quyết vấn đề cho họ là ai? Người ấy chính là chị Nguyễn Thị Thu Hiền, Giám đốc quốc gia của IICCI tại Việt Nam, bằng mối quan hệ làm việc với rất nhiều vị lãnh đạo cấp cao của văn phòng chính phủ như Bộ Thương mại, Tài chính, Hải quan, Ngân hàng Trung ương, Bộ Ngoại giao của nhiều quốc gia, đặc biệt là Ấn Độ. Bên cạnh đó, chị và IICCI Việt Nam đã và đang tiếp xúc với hàng trăm doanh nghiệp trong và ngoài nước. Với những kinh nghiệm ấy, IICCI Việt Nam chính là nơi có thể giải quyết tất cả các vấn đề mà doanh nghiệp Việt đang gặp phải. Vậy IICCI là gì? IICCI ra đời vào năm 1991 với tiền thân là Hiệp hội các nhà nhập khẩu Ấn Độ. Đến năm 2015, Hiệp hội được Thủ tướng cho phép trở thành Phòng Thương mại và Công nghiệp những nhà nhập khẩu Ấn Độ IICCI. IICCI là nơi các thành viên thuộc tổ chức có thể kết nối với Đại sứ quán nước ngoài, các quan chức cấp cao và các bộ, giúp mở rộng mạng lưới trong nước và quốc tế để khám phá các cơ hội kinh doanh. IICCI có khả năng tiếp cận toàn cầu, mạng lưới diện rộng, hoạt động tại địa phương mỗi quốc gia và kết nối lẫn nhau. Hiện IICCI đã có hơn 200.000 thành viên và cộng sự ở 70 quốc gia. Tại Việt Nam, IICCI có gần 300 thành viên kinh doanh trong nhiều lĩnh vực khác nhau, từ nông sản, lâm sản, chăm sóc sức khỏe, pháp lý. Bên cạnh đó, IICCI là đầu mối giao tiếp giữa các thành viên và chính phủ liên quan, thường xuyên tạo ra các liên minh chiến lược trong nước và toàn cầu. Sự uy tín của IICCI đã được chính phủ Ấn Độ, các nhà ngoại giao, các cơ quan quốc tế khác nhau, các đối tác thương mại và các bên liên quan đánh giá cao. Chính vì thế, bằng sức mạnh mối quan hệ của chính phủ và sự cộng hưởng của các thành viên, nên IICCI có khả năng giúp các doanh nghiệp giải quyết vấn đề khó khăn khi kinh doanh tại thị trường Ấn Độ và nhiều quốc gia khác. Nếu bạn quan tâm phát triển kinh doanh trên thị trường toàn cầu và muốn giải quyết bất cứ vấn đề nào của doanh nghiệp, thì liên hệ với IICCI Việt Nam thông qua cộng 84931310639 hoặc cộng 84913065731 tại địa chỉ lầu 1, 64 Trương Định, phường Võ Thị Sáu, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh.